Xin chào mọi người. Trên tay của em đây đang cầm một cái tu hú, cái đề tài vẽ Long Ẩn, rồi vẽ phải kinh điển luôn. Nói về cái độ dữ tợn, hung tợn của con rồng này nha, thì phải nói là số 1 luôn. Bởi vì riêng về cái nghệ thuật mà vẽ rồng á, vẽ rồng hoặc là vẽ phượng hoặc là vẽ những linh thú, mà cái độ hung dữ, cái độ truyền thần của cái món đồ được nghệ nhân ngày xưa đời nhà Thanh người ta truyền thần vào cái hiện vật này, thì cái chất đồ nó phải nói là nó rất là đẹp. Mà cái người nghệ nhân ngày xưa người ta đã đầu tư, người ta làm rất là kỹ cho cái món đồ này đó. Thì riêng những cái đề tài mà Long Ẩn, mà riêng cái bình tu hú hút lộc này được cái người nghệ nhân người ta truyền thần vẽ cái con rồng càng dữ, càng hung tợn, thì cái nghệ thuật vẽ nó phải lên tầm cao, chứ không phải là cái gọi là bình thường nữa. Cái Long Ẩn này đó vẽ rất là đẹp luôn. Cái đầu rồng này, mắt mũi này, chúng ta thấy này, mắt mũi nè, cái nanh vuốt của con rồng này, cái nanh rồng này, đó, râu rồng này, các kiểu, mọi chi tiết đều rất là cân xứng, mọi chi tiết đều rất là chỉnh chu luôn. Đó, và đây là một trong những cái cổ vật của triều đại từ thời nhà Thanh luôn, một cổ vật triều đại từ thời nhà Thanh thế kỷ thứ 19, chôn cốt rất là già tuổi luôn, chôn cốt rất là già, đó. Và bác nào mà muốn hữu duyên những cái bình tu hú hút lộc này, đây là một trong những bình, có nghĩa là khi mà cái miệng ngày xưa người ta làm nó luôn luôn tính theo cái mức độ mà cân đối về phong thủy, người ta hút lộc để những cái miệng nó rất là nhỏ, khi mà động những cái tài chính tài lộc, cái phong thủy vào ở trong cái bình này nó động lại đó, thì nó luôn luôn được giữ, có nghĩa là bụng luôn luôn chứa to và miệng thì nhỏ, để mà nó giữ lại cái tài chính tài lộc đó. Và đây là một trong những cái bình Long Ẩn. Đề tài Long Ẩn là một trong những cái đề tài luôn luôn được tất cả những ai khi mà chúng ta bắt đầu thú chơi sưu tầm cổ vật, người ta luôn luôn quan tâm, luôn luôn được mong muốn được hữu duyên những cái tác phẩm về đề tài Long Ẩn như thế này. Đó, vẽ rất là chi tiết luôn nha mọi người nha. Vẽ rất là chi tiết luôn. Đó. Đây là cái quả châu nè, đây quả châu. Đấy, con rồng mà ngậm quả châu là biểu tượng cho cái sự may mắn, gọi là cát tường luôn. Rất đẹp. Đó, ở trong này là có gọi là cái xoáy bằng tay, người ta gọi là cái vết xoáy họng heo này. Đó. Rất đẹp luôn. Chôn thì tình trạng chôn thì lành tích luôn. Ở trên miệng có một cái vết tóc nhẹ cỡ khoảng tầm 2 phân. Cái này nó có cái chiều cao là 26 phân. Cái này có nó có chiều cao là 26 phân là cái loại to nhất đó nha mọi người. Là cái loại to nhất luôn. Đấy. Rất đẹp. Rất giá trị. Đó, bác nào mà có nhu cầu muốn hữu duyên một cái bình tu hú quý giá như thế này, hiếm gặp như thế này, đẹp xuất sắc như thế này, thì cái liên hệ kết nối với em nha. Em xin bảo hành chuẩn cổ cho mọi người nha, và đảm bảo về chất lượng luôn, và bảo hành luôn cả cái giá mua cho tất cả những ai đang có cái nhu cầu mà mình muốn lưu giữ, mình muốn sẻ chia, mình muốn bảo tồn những cái giá trị về văn hóa của tổ tiên của ông bà chúng ta để lại đến ngày hôm nay. Đấy, rất là đẹp luôn. Đây là một trong những cái bình cổ đời nhà Thanh, thì bác nào mà muốn thật sự yêu thích thì cái liên hệ kết nối gọi điện cho em để mà em sẽ chia gửi về tận nơi cho mọi người nha.